Thưa quý khán giả, chúng ta không còn xa lạ gì đối với bệnh tăng huyết áp. Tăng huyết áp là một bệnh lý nghiêm trọng có thể dẫn đến các biến chứng nặng nề, gây tử vong hoặc tàn phế. Nhiều trường hợp chỉ được phát hiện tăng huyết áp khi đã có một số biến chứng do tăng huyết áp như đột quỵ não, nhồi máu cơ tim. Vì vậy, tăng huyết áp còn được ví như là kẻ giết người thầm lặng. Cơn tăng huyết áp là tình trạng huyết áp đột ngột tăng cao lên trên 180/120 mm thủy ngân. Cơn tăng huyết áp được chia làm hai loại: tăng huyết áp cấp cứu và tăng huyết áp khẩn cấp. Tăng huyết áp cấp cứu được định nghĩa là huyết áp tăng lên trên 180/120 mm thủy ngân và có bằng chứng tổn thương cơ quan đích, bệnh não tăng huyết áp, tổn thương võng mạc, suy thận cấp, nhồi máu cơ tim, lóc tách động mạch chủ. Tăng huyết áp khẩn cấp thì chưa có tổn thương cơ quan đích, nhưng cả hai thể đều phải điều trị ngay và kịp thời. Người trưởng thành được coi là tăng huyết áp khi huyết áp tâm thu từ 140 mm thủy ngân trở lên và huyết áp tâm trường từ 90 mm thủy ngân trở lên. Tăng huyết áp là một bệnh mãn tính, nhưng khi huyết áp tăng cao vượt ngưỡng, hay còn gọi là cơn tăng huyết áp khẩn cấp và cấp cứu, gây ra những tổn thương vô cùng nặng nề cho người bệnh. Tăng huyết áp khẩn cấp là trường hợp tăng huyết áp nặng nhưng hầu như không có các triệu chứng hoặc tổn thương trên cơ quan đích và có thể được điều trị ngoại trú dùng thuốc đường uống. Trong cơn tăng huyết áp khẩn cấp, hầu hết người bệnh không có triệu chứng đặc hiệu, chỉ một số trường hợp xuất hiện các triệu chứng như nhức đầu, chóng mặt, lo lắng nhiều. Làm sao để nhận biết tình trạng tăng huyết áp khẩn cấp? Muốn xác định chẩn đoán một bệnh nhân đang trong tình trạng tăng huyết áp khẩn cấp, chỉ bằng cách đơn giản nhưng vô cùng quan trọng và cần thiết, đó là đo huyết áp. Việc này cần được thực hiện bởi nhân viên y tế hoặc người đã được huấn luyện kỹ càng về kỹ thuật đo huyết áp nhằm tránh bỏ sót bệnh cũng như không điều trị quá tay gây hạ áp quá mức cần thiết. Lưu ý nên đo huyết áp ở cả hai tay để so sánh và đưa ra chẩn đoán chính xác. Cách phòng ngừa tăng huyết áp khẩn cấp là thay đổi lối sống, có chế độ ăn hợp lý, đảm bảo đủ kali và các yếu tố vi lượng, giảm ăn mặn, tăng cường rau xanh, hoa quả tươi, hạn chế thức ăn có nhiều cholesterol và axit béo no, tích cực giảm cân nếu thừa cân, hạn chế uống rượu bia, người hoàn toàn diệt hút thuốc lá hoặc thuốc lào, tăng cường hoạt động thể lực ở mức thích hợp như tập thể dục, đi bộ hoặc vận động ở mức độ vừa phải, đều đặn khoảng 30 đến 60 phút mỗi ngày, tránh lo âu, căng thẳng thần kinh, cần chú ý đến việc thư giãn, nghỉ ngơi hợp lý, tránh bị lạnh đột ngột, tuân thủ nghiêm ngặt thuốc điều trị theo đơn của bác sĩ, tái khám định kỳ và khi có những triệu chứng bất thường.